Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-siêu và các kinh sư bèn sầm sì với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ nghe dụ ngôn này: một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: thưa cha, xin chia cho con phần gia sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu gom tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợi cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đầu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta mới hồi tâm và tự nhủ: biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên đi về cùng cha và thưa với người: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn đang ở đằng xa thì người cha đã trông thấy ông chạy lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bây giờ người con nói rằng: thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời: cha coi đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, quý ông bà và anh chị em đang tham dự thánh lễ trực tuyến, chúng ta vừa mới lắng nghe câu chuyện đứa con hoang đàng và kết thúc qua hậu. Kết thúc qua hậu rằng đứa con hoang đàng ấy đã trở về. Người cha đã vui mừng mở tiệc ăn mừng. Thế nhưng cũng thật là đáng tiếc khi đứa con hoang đàng trở về thì cũng là cái ngày mà đứa con cả bỏ nhà ra đi. Lại tiếp tục một câu chuyện, và chỉ có tấm lòng nhân hậu của người cha mới có thể giải quyết được tất cả những cái khúc mắc của đoàn con cái. Hôm nay chúng ta đã lắng nghe ngắm đứng thứ 10 trong 15 ngắm. Và trong ngắm này, Đức Giêsu vác thánh giá lên đồi Golgotha, và người ta đã đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá. Chúng ta biết rằng ngôn ngữ ngày xưa luôn luôn là diễn tả một cái gì đó đau đớn về thể xác. Người ta đóng đinh một cái thánh giá và người ta đã khoan cái lỗ sẵn rồi. Thế nhưng mà tay của Chúa thì không có tới được, người ta phải kéo giãn ra để cho nó vừa với cái lỗ hai tay, rồi lại kéo giãn Chúa Giêsu dài ra để vừa với cái lỗ đinh ở chân. Máu và nước chảy ròng ròng, rất là đau đớn. Rồi bên cạnh đó thì người ta cũng đóng một cái bảng là Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Đây là một cái bảng nhạo cười, thế nhưng cái bảng này cũng lại là minh chứng Đức Giêsu là vua của toàn thể nhân loại. Kết thúc 10 ngắm mà chúng ta đã lắng nghe, qua tuần chúng ta tiếp tục lắng nghe 15 ngắm nữa để đi hết chặng đàng thánh giá với Chúa Giêsu. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay. Ngày hôm qua chúng ta đã chia sẻ với nhau làm thế nào để đứa con hoang đàng có thể đứng dậy trở về với cha. Nó ví như là hình ảnh một cái người nghiện rượu đó. Một người nghiện rượu đang nhậu say sưa như vậy, làm thế nào anh ta có thể đứng dậy, bỏ bàn tiệc mà đi về nhà
Thì hôm qua thì một anh cả đoàn đã chia sẻ là cần phải có một người đến khuyên nhủ anh ta thôi về đi, vợ con đang đợi ở nhà kìa. Kính thưa cộng đoàn, đấy là những người hơi hơi nghiện rượu thôi thì may ra. Chứ còn một cái người đã nghiện, nghiện, nghiện quá rồi đấy thì khuyên lúc này là cái lúc mà vô nghĩa. Chỉ tổ làm cho chửi bới, inh hết cả nhà lên. Chúng ta thấy cũng chỉ vì rượu thôi mà có bao nhiêu cái cuộc chiến xảy ra đó. Chúng ta đã chia sẻ ngày hôm qua với nhau rằng là cần phải có ơn Chúa. Việc mà anh ta đứng dậy bỏ bàn tiệc mà về nhà nó là một cái ơn lớn. Ơn Chúa kéo anh ta ra khỏi bàn tiệc, ra khỏi tội lỗi. Nếu chúng ta là những người có kinh nghiệm về tội lỗi thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy 100 người thoát khỏi tội lỗi mà trở về được ngay nẻo chính đều có câu trả lời: nhờ ơn Chúa giúp. Chứ tự sức mình thì chỉ được một lần, không có thể nào mà từ bỏ mà là chê ghét được tội lỗi cả. Và cái ý thứ hai chúng ta đã chia sẻ với ngày hôm qua đó là cần một tai ương. Cần một tai ương. Ví dụ một người nghiện rượu thì ung thư gan thế là hết, uống. Nói như thế này thì đau quá. Nói như thế này thì đau quá. Một cái đứa đua xe thì chặt luôn cái đôi chân của nó đi, nó tông xe nó què giò, nó liệt một chỗ thế là hết. Cái này thì nó hơi tiêu cực. Nhưng mà ở một cái cạnh nào đó tai ương cũng xem ra là cần thiết. Và thế giới cũng đang trong đại dịch corona, đây cũng được coi như một tai ương để nhắc nhở chúng ta sống ngay chính. Vì có thể đêm nay Chúa gọi chúng ta sống ngay chính. Đấy là ngày hôm qua nha. Ngày hôm qua chia sẻ cái ý này thì con cũng cảm thấy nó cũng hơi buồn. Bởi vì con người nó yếu đuối quá, đôi khi cần phải có những cái tai ương thế này thế khác thì mới tỉnh ngộ, thì cũng rất là buồn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ ở khía cạnh người cha nhân hậu. Một khía cạnh khác, một mặt thì con người yếu đuối, nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa thì lớn hơn tội lỗi của chúng ta. Thế thì con xin được chia sẻ có ba cái ý. Làm thế nào để cho cái người nghiện rượu có thể đứng dậy bỏ bàn tiệc và đi về? Làm thế nào để chúng ta có thể bỏ tội lỗi mà trở về với Chúa? Con xin được chia sẻ ba cái ý mà rất là tích cực. Ý thứ nhất, như là các đoàn thánh gia vừa mới hát đó, hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Hay là câu thánh vịnh đó là nếm thử mà xem, mà xem Chúa ngọt ngào. Thế thì mặc dù con người yếu đuối nhưng chúng ta cứ thử nếm Chúa một lần cái. Con nhớ là ngày xưa khi con mới ra trường đó, thì con cũng nghe về lòng thương xót Chúa năm 2005 á, lòng thương xót Chúa. Thì thật sự thì nhiều cha nhiều thầy cũng không có vẻ cũng hơi nghi ngờ về cái nhóm mà vì của cô na đau thương của Chúa Giêsu Kitô, nó có vẻ như là cũng hơi nghi ngờ. Thế thì đối với con bảo thôi thì nghi ngờ làm gì, mình cứ xuống mình đọc kinh với người ta để rồi mình sẽ hiểu. Và kính thưa cộng đoàn, con đã xuống bữa đầu và cho đến ngày hôm nay 17 năm đồng hành với lòng thương xót Chúa, nếm thử một lần và mãi mãi nếm thử mà xem. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, nếm thử một lần đi rồi chúng ta sẽ không dứt ra được. Và chính cái điều tích cực này đó, người ta bảo từ bỏ nét xấu bằng cách tập một nhân đức. Từ bỏ nét xấu bằng cách tập một nhân đức. Rồi khi về với cao xá này thì con cũng nghe nói về Campuchia, con cũng tìm mọi cách để đi thử một lần. Và cho đến ngày hôm nay thì con rất là nặng lòng với những người nghèo ở Campuchia. Đi một lần là tiếp tục đi mãi. Chúng ta nhớ câu chuyện của các môn đệ đó, khi mà ông Nathanael nói với ông Philippe rằng là Đức Kitô tôi đã gặp, đấy là ông Giêsu người Nazareth. Thế thì ông Nathanael mới nói rằng ở đây có cái gì là hay đâu. Thế thì ông Philippe mới bảo rằng cứ đến mà xem. Họ đã đến xem nơi người ở và ở lại với người và ở mãi. Đây là một cái ý, nếm thử mà xem. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Đối với các anh các chị ở ngoài đời thì đôi khi cũng lười biếng đi lễ chẳng hạn. Thôi thì thấy người ta bảo là vào các đoàn đi thì sẽ siêng năng đi lễ. Thế thì vào thử một lần. Và chiều nào cũng hát lễ. Và chiều nào cũng hát lễ. Thế thì đây cũng là một cái cách nhá. Nếu như ở ngoài chúng ta hút thử một điếu thuốc và hút mãi, thì chúng ta hãy thử một việc đạo đức đi. Hãy ép mình thử một lần một việc đạo đức. Hãy thử làm việc bác ái. Hãy thử lần chuỗi mân côi. Hãy thử tham dự một thánh lễ sốt sắng. Rồi chúng ta có khả năng từ bỏ những cái khác để gắn bó với điều tốt lành này. Thứ nhất là nếm thử mà xem, hay là hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy. Rồi cái ý thứ hai, hãy vâng lời bề trên.
Đối với con xác tín cái điều này. Khi biết mình yếu đuối thì hãy vâng lời bề trên. Bề trên của chúng ta là giáo hội. Vào mùa chay thánh, giáo hội mời gọi chúng ta cầu nguyện thì cứ vâng lời cầu nguyện đi. Giáo hội mời gọi chúng ta đi lễ Chúa Nhật thì cứ vâng lời đi. Giáo hội kêu gọi chúng ta xưng tội thì cứ vâng lời đi. Khi biết mình yếu đuối thì hãy ngoan ngoãn vâng lời. Trong đời sống gia đình của chúng ta cũng vậy thôi. Biết mình hay nhậu thì người chồng nói với vợ rằng là mỗi khi mà anh định đi nhậu thì em phải giữ anh ở nhà. Bộ, em có giữ được anh đâu. Bộ, anh hứa với em là anh vâng lời em. Nếu chúng ta ngoan ngoãn vâng lời thì phần nào chúng ta cũng tránh được cái xấu. Không chỉ là vâng lời để tránh cái xấu mà chúng ta còn vâng lời để làm cái tốt. Bề trên nói thì cứ nghe, vì bề trên lúc nào cũng nói điều tốt cho chúng ta cả. Đứa con hoang đàng ngày hôm nay trở về chắc chắn không chỉ là đứng dậy về cái là nó tốt ngay, không, nó còn phải biết nghe lời bố từ ngày hôm nay nó mới có thể tốt lên được. Nó còn phải biết vâng lời chứ, đâu phải là nó bỏ tội lỗi đang nhậu cái bỏ ăn tiệc về nhà cái là ngon được, đâu có. Phải vâng lời cha, vâng lời bề trên rồi nó mới tốt được. Đó là ý thứ hai, ngoan ngoãn vâng lời bề trên. Và cái ý thứ ba, với cá nhân con, để có thể gắn bó với Chúa, để có thể tránh được những cái xấu đó, thì đối với con đó là đừng có lỗi đức bác ái. Làm cái gì thì làm mà lỗi đức bác ái là không có nên. Khi chúng ta mở nhạc to quá ảnh hưởng đến nhà hàng xóm, chúng ta lỗi đức bác ái với người ta. Đừng lỗi đức bác ái có hai ý. Thứ nhất, đừng xúc phạm đến người khác. Thánh Phaolô bảo rằng là nếu mà cái chuyện ăn thịt cúng mà làm cho người ta sa ngã thì thôi tôi chẳng ăn, mặc dù cái việc ăn ấy nó cũng chẳng xấu. Phải không? Nếu làm cái gì đó mà ảnh hưởng đến người khác thì không có nên làm. Đây là cái bước thứ nhất, tức là đừng xúc phạm đến người khác. Mặc dù là ví dụ như là nhà tôi có điều kiện tôi cứ ăn linh đình đấy, không sao cả. Nhưng mà mình làm vậy làm gì? Thì cho hàng xóm láng giềng người mắc công thì sinh ra muôn vàn giống tội ghen tơ, phải không? Nếu làm cái gì đó ảnh hưởng tới đức bác ái, tới người khác, đừng bao giờ làm. Làm mà là ảnh hưởng tới người khác thì đừng có làm. Và cái thứ hai, chúng ta còn phải thực thi lòng bác ái nữa. Khi chúng ta biết thực thi lòng bác ái, khi chúng ta sống quảng đại, thì đấy cũng là một cái nhân đức lớn, giúp cho chúng ta có thể đứng dậy, từ bỏ cái xấu mà đi theo cái tốt là Chúa của chúng ta.